S3510. À, chiếc này mình thấy dàn máy thì nó rất cực kỳ nha, thì mình quay chia sẻ lên cả nhà xem tham khảo nha cả nhà. Thì bạn nào có thích những cái chiếc xe này thì xuống dòng mô tả có số điện thoại nha, mình có để dưới phần mô tả thì cả nhà nhớ gọi đến kho bãi để mà biết giá cả. Rồi, thông số vỏ của em nó là 13.6/12 trừ 24. Thì cái mâm này là mâm zin luôn cả nhà, mâm zin chưa sơn chưa dọn gì luôn. Rồi, mâm zin chưa sơn chưa dọn gì luôn. Thì cái vỏ trước thì cái vỏ láng nha cả nhà. À, cái vỏ trước thì cái mâm cái thông số của nó là 5.50/16 nha. Cái mâm thì có nước sơn rồi cả nhà. Mâm này có nước sơn rồi. Giờ mình để cho cái là sơn cái mặt nạ của em nói nha. Đó, cái chiếc này một cộng nè, nó sơn màu đen thì rất đẹp luôn cả nhà. Đó. Cho cả nhà xem cái máy của em nói nha. Đây từ mơ rất rất sáng rồi cả nhà. Đó, chiếc này là chiếc ba máy nha. Cái dàn cơ máy của nó thì rất mới giờ. Sáng rất đẹp rồi cả nhà. Đó. Mình giờ thấy rất mới nha. Rồi. Để mình mở cái này lên cho cả nhà xem nha. Hơi rối tay chút xíu đây. Rồi tiếp tục cả nhà. Cái dàn máy trên thì nó rất đẹp luôn. Đó, rất cực kỳ luôn.
tục chiếc này luôn cả nhà. Chia sẻ cả nhà chiếc Mercedes Go xanh thì chiếc 362 thì chiếc này hàng zin luôn anh cả nhà, hàng zin 100% luôn nha. Chiếc này rất đẹp luôn, thì mình cũng dự view sơ sơ ngoài thôi, tại vì cái nắp ở trên nó là dạng ốc cả nhà, không có nhìn cái máy phần trong được. Thì trước tiên thì mình cho cả nhà xem cái thông số vỏ của em nó nha. Cái thông số vỏ của nó bự lắm cả nhà, đó là 12.4 - 36, thì cái mâm nó là mâm zin luôn cả nhà. Đây mâm zin cả nhà, mình quay xa xa cho cả nhà thấy rõ nha. Đó rồi, cái bánh trước của em nó nè, bánh trước của nó thì cũng zin hàng zin luôn. Nó là thông số của nó là 8.3R24. Đây rồi, cái mâm này mâm zin luôn. Cho cả nhà xem cái đụng trước này nó nha. Đây nè, cái chiếc này thì nó cái đùi trước của nó nằm ngó đây nè. Quay chi tiết cho cả nhà xem nha. Thôi, giờ cái hàng zin rất đã luôn cả nhà. Đó. Trước này thì nó có xét nhẹ nhẹ, xét cái phần khuôn trước này, cái đó là cái phần trước phần da chạm nhiều, là nó có da chạm chạy sơn, nó xét thì nó cũng đánh đổi gì được cả nhà. Còn phần trong thì nước sơn zin hết luôn. Đó, cái này có tay lái trợ lực luôn nha. Chiếc này là 4 máy luôn cả nhà. Tại cái này chiếc này dặn ốc cả nhà, không có gỡ lên được, không có tháo nắp ra. Thì mình quay cái chủ kho bãi đi rồi, không có đây. Thành ra mình không có tháo đi. Thôi giờ mình chèn vô mình quay mình cho cả nhà xem nha, 4 máy nha. Thì cái những cái đầu ốc này nó có chấm bên Nhật, nó có chấm vàng hết giáo cả nhà. Là điểm những cái vị trí mà là mình biết cái hàng zin nó không tháo đó. Đó, chấm vàng hết à. Rồi, chiếc này còn rất đẹp nha. Thì cái số điện thoại mình có để dưới phần mô tả cả nhà. Thì cả nhà gọi xuống để gặp trực tiếp bên chủ kho bãi báo giá là những chi tiết như thế nào, địa điểm như thế nào xe máy nha. Thì mình cũng chia sẻ cho cả nhà hiện tại đây có chiếc xe như thế này cả nhà. Còn rất đẹp luôn. Để mình lên xem số giờ của em nó cả nhà. 2449 giờ. Nó dính bụi đây. Cái dính bụi rồi có nước nó nằm trong đồng hồ cả nhà. Rồi, tay lái thì còn rất đẹp luôn. Đây có hàng cái công tắc, có những cái công tắc nằm bên đây nè cả nhà. Đó. Rồi. Cái giờ bên đây là cái bên cơ luôn cả nhà. Cái bên cái hệ thống bên đây thì nó còn đầy đủ hết luôn cả nhà. Nó mình nói là nó cấu trúc của nó rất đơn giản, nó không cầu kỳ như những chiếc khác. Đặc biệt cặp bánh thì phải nói là hết ý rồi. Bánh còn mới rất đẹp luôn, hàng zin luôn. Cặp đùi sau nè, cặp đùi sau là giờ mình thấy là rất lực cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, rất đẹp luôn. Đó, hai thanh kiếm nó dài nè cả nhà, nó dài cả mét mấy nè. Đó, cái đùi ra sau này cả nhà. Đó, đều rất đẹp luôn. Rồi, chiếc này thì mình cũng review sơ sơ cả nhà xem. Hey.
cái thông số mã số của bên nước ngoài nhập về đây thì nó dính trong cái chiếc xe này. Có cái mui thì đã gỡ ra rồi. Thì mình cũng cảm ơn cả nhà xem và ủng hộ kênh mình rất nhiều. Chiếc xe này thì bên kho bãi Hùng Phát còn rất đẹp, chưa sơn chưa dọn gì hết. Thì mình cũng cảm ơn cả nhà xem và ủng hộ kênh mình. Nếu có muốn giao lưu hay là bởi vì giá cả xe này thì các bạn hãy xuống phần mô tả, nếu có cái số điện thoại dưới đó nha, trực tiếp hỏi, không có còn ký chỉ dấu cả nhà, thì mình đứng ra mình chia sẻ thôi.